Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục review thêm một video nữa về dự án Data Blockchain. Thì dự án này hiện nay thì đang rất là hot. Thì về phần hiện nay dự án thì đang trong giai đoạn pre-sale, và pre-sale này sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 6. Hiện nay thì giá đặc biệt trước khi bán là 0,08 đô, đã được giảm 33%. Rồi, giá bán mã thông báo chính thức thì sẽ là 0,12 đô đấy. Và phần bán thông tin chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 27 tháng 6 năm 2018. Thì ở video trước thì đã giới thiệu đến các bạn về thông tin chi tiết về dự án này. Tuy nhiên thì vẫn có khá là nhiều các cô bạn có câu hỏi thắc mắc về dự án. Thì hôm nay thì mình sẽ giải đáp với các bạn một vài câu hỏi thường gặp về dự án này nhé. Các câu hỏi thường gặp về dự án. Dưới đây sẽ là một vài số câu hỏi thường gặp về dự án. Đầu tiên đó là short cap và head cap cho dự án là gì? Hiện nay thì short cap đang đặt ở mức 10 triệu đô và head cap thì đang đặt ở mức 50 triệu đô. Bạn sẽ yêu cầu KYC hoặc AML. Đối với gần như là bây giờ thì tất cả các chương trình mua token thì đều yêu cầu về phần xác thực KYC và AML hết. Quy trình này thì sẽ được lưu chi tiết trên trang web của chúng tôi cho chương trình giảm giá trước và bán hàng. Tổng cung cấp của dự án này là 870 triệu. Và sẽ bán đó là 591,6 triệu. Điều gì sẽ xảy ra đối với các mã thông báo chưa được bán? Thì gần như là các mã thông báo chưa được bán thì sẽ bị đốt cháy. Vậy thì loại tiền tệ nào sẽ được chấp nhận thanh toán? Ether, chỉ có Ether sẽ được chấp nhận thanh toán. Bạn có thể mua Ether ở đâu? Thì bạn có thể mua Ether ở trên các sàn giao dịch tiền điện tử như là Coinbase này, Coinken, Bitfinex hay là Bitrex. Khi nào thì các mã sẽ bắt đầu được bán? Các mã sẽ được bắt đầu bán từ ngày 27 tháng 5 và phần thời gian token sale thì sẽ được bắt đầu vào ngày 27 tháng 6. Vậy dự án này có số tiền tối thiểu khi mua hoặc là tối đa trong một giao dịch bán hàng hay không? Thì dự án này sẽ có số tiền tối thiểu đối với đợt pre-sale sẽ là 1 Ether. Và đối với đợt token sale sẽ là 0,1 Ether. Và phần số tiền tối đa thì sẽ không giới hạn. Tôi có đọc white paper của dự án ở đâu? Thì bạn có thể đọc white paper ở trên website hoặc bạn có thể kích vào đây luôn. Rất tiếc link này thì đang bị lỗi. Vậy thì tí nữa mình sẽ chỉ cho bạn về link đọc white paper của dự án nhé. Đây, white paper của dự án đây. Bạn để nhận danh sách trắng của đợt của sale này. Bạn có thể nhận email địa chỉ ở trong này. Về công dân Hoa Kỳ có thể tham gia vào giao dịch mua hàng hay không? Đối với công dân Hoa Kỳ sẽ không được phép tham gia trừ khi họ là nhà đầu tư được chính Hoa Kỳ công nhận. Đối với trang chính của chúng tôi trên trang web cũng sẽ cho thấy thông tin chi tiết về điều này. Vậy thì sẽ có một thông tin whitelist không? Vâng, bạn có thể tìm kiếm được một thông tin whitelist ở trên website hoặc kích vào thông tin role whitelist ngay khi bạn mở website trang chính ra. Vậy sẽ có phần chênh lệch giá giữa trước khi bán và sau khi bán hay không? Tất nhiên điều này sẽ có. Giá trước khi bán sẽ được khuyến mại 30% với thông tin nó là 0,08 đô. Và giá đợt token sale sẽ là 0,12 đô. Nếu như bạn vẫn còn các câu hỏi nào nữa thì bạn có thể liên hệ với dự án Data Blockchain qua những thông tin như là thuyết Telegram này,
và những thông tin như là Facebook này, Twitter, LinkedIn này. Trên đây là những thông tin về dự án Data Blockchain. Thì trên website của dự án này thì cũng có giới thiệu rất là chi tiết về dự án, những thông tin mà hôm trước mình đã có trao đổi. Các bạn có thể đọc thêm các bài viết ở trên blog của dự án, như là Data Blockchain sẽ cho phép các doanh nghiệp nhỏ tìm nhanh dữ liệu đáng tin cậy mà họ có thể sử dụng, hoặc Data Blockchain có thể dân chủ hóa thị trường dữ liệu, hoặc là tiếp thị theo hướng dữ liệu DBC.io. Và các bài như là sử dụng công nghệ đúng cách tại Data Blockchain thì chúng tôi sẽ hiện các tiện ích và phù hợp mạnh mẽ của blockchain. Data Blockchain đối với các đối tác media direct, hoặc các bài viết về thông báo phát hành MPV chính thức. Trên đây sẽ có cung cấp rất là nhiều thông tin chi tiết về dự án. Các bạn có thể vào blog của Data Blockchain để xem thêm. Cập nhật một chút về số lượng đã bán được. Hiện nay đã bán được đó là 164,58 triệu token. Trên đây đó là những thông tin về dự án Data Blockchain. Nếu như các bạn có bất kỳ thông tin thắc mắc nào thêm thì có thể liên hệ với mình, hoặc là liên hệ với đội ngũ của Data Blockchain. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.